Tây Bắc trong 7 ngày. Và đầu tiên thì tôi cho quân xin phép thay mặt với cho cô xin gửi lời cảm ơn cả nhà và chúc cả nhà có một chuyến đi thật nhiều kỷ niệm. Lên đây ngồi đi anh. Và lần đầu tiên thì cho phép cháu xin phép được thay mặt đơn vị Travel là cái đơn vị rất là vinh dự khi được tất cả các cô chú thật tuyệt vời tại thủ đô Hà Nội. Thay mặt Travel chị biết nữa là cảm ơn đến tất cả đến bó xì này nghe. Đây là một tuyến đường rất là đẹp thủ đô Hà Nội. Tuyến đường này cho phép xe chạy xuống tốc độ tối đa là 90 km/h. Và đây là một trong những tuyến đường để tưởng nhớ tới công lao của đại tướng Võ Nguyên Giáp, người đã làm không bỏ thầy nữa chiến thắng lịch sử chiến thắng Nam Châu Đêm Tàu bỏ thầy nữa và sau khi mà bác mất thì để tưởng nhớ tới dạ. Con uống hết sữa mẹ mới cho gọi chị gái. 11 giờ là không cho kinh doanh đóng cửa hết. Tiếng quá ha. Đã bắt đó, cảnh sát bắt rồi, cảnh sát bắt rồi, ui chết kìa, cảnh sát bắt rồi. Tới rồi.